Tiếp theo thì để mà chúng ta tham khảo một chiếc Amply và quyết định mua thì sẽ có những cái yếu tố cơ bản mà mọi người cần nên lưu ý. Thứ nhất thì chúng ta sẽ lưu ý đầu tiên hết là Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Thiên Vũ Audio và mình là Thành. Và video ngày hôm nay mình sẽ cùng mọi người trao đổi về một đề tài, đó chính là tìm hiểu về Amply và cũng như là Amply nghe nhạc. Thì để mà chúng ta xây dựng một cái cấu hình nghe nhạc thì mọi người thường hay biết là chúng ta sẽ bao gồm là lo nè, Amply nè, nguồn phát nhạc nè, rồi dây lo, dây tín hiệu và những phụ kiện khác, vân vân. Thì như video hôm trước á, mình cũng đã chia sẻ về một chủ đề, đó là DAC và nguồn phát. Tiếp tục thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về Amply. Thì Amply nó sẽ là như thế nào, phân loại nó như thế nào, và cũng như là cách lựa chọn một chiếc Amply làm sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta khi mà chúng ta muốn đầu tư về một hệ thống nghe nhạc. Ok, thì bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình vào phần nội dung của video này nhé. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về định nghĩa Amply. Amply hay còn gọi một cái tên khác là bộ phách đại công suất hoặc là bộ phách đại, thì chức năng của nó là nhận tín hiệu vào và phách đại tín hiệu đó ra lo. Và cái ứng dụng Amply này chúng ta sẽ thấy hầu hết với những cái thiết bị xung quanh chúng ta hàng ngày mà có thể mọi người sẽ không để ý đến. Mình ví dụ đây, một chiếc điện thoại đây, thì tại sao mà chúng ta nghe được cái lo của điện thoại nó phát ra? Thì chắc chắn bên trong chiếc điện thoại này nó sẽ có một cái bộ phách đại về tín hiệu để nó có thể hoạt động cho cái lo này được. Hoặc là một chiếc lo Bluetooth cũng vậy, chúng ta hay thấy là những chiếc lo Bluetooth nhỏ gọn mà chúng ta thích đi chơi á, thì nó bản thân bên trong chiếc lo đó nó cũng có một cái mạch phách đại công suất cho chiếc lo. Hoặc là TV cũng vậy, hoặc là máy cassette, hoặc là những cái thiết bị mà gần gũi nhất của chúng ta thì liên quan tới âm thanh và liên quan tới lo thì chắc chắn nó sẽ có một cái mạch phách đại hoặc là một bộ phận phách đại nào đó. Còn đối với về mặt Amply thì chúng ta sẽ có rất là nhiều dạng Amply. Thứ nhất là như là Amply LAC A, LAC B, AB, rồi LAC D, rồi LAC R. Thì những cái mặt dạng Amply thế này thì mình sẽ hẹn mọi người trong một cái video sau để mình có thể phân tích nó cụ thể hơn. Thì riêng với những Amply như thế thì nhà hãng cũng đã có những cái tính toán về mặt kỹ thuật khá là nhiều, đảm bảo cho chúng ta về chất lượng và cũng như là cái hiệu suất của nó. Nhưng mà trên thực tế á, thì Amply á, thì mình có thể mình cơ bản mình sẽ chia làm hai loại nha, hai loại chính cho mọi người có thể dễ hình dung. Thì ngoài việc mà về kỹ thuật ra thì mình sẽ phân ra hai loại, đó chính là Amply tích hợp và Amply thuần công suất. Thì đối với Amply thuần công suất thì đây là một dạng Amply nó chỉ có một chức năng duy nhất thôi, đó là nhận tín hiệu và phách đại tín hiệu. Thì đối với những dòng Amply như thế này thì chúng ta sẽ thường gặp ở những cái bộ phối ghép mà cao cấp á, thì sẽ thường sử dụng nhiều hơn. Và đối với dạng Amply này thì cái ưu điểm của nó sẽ cho chúng ta về mặt âm thanh nổi nó sẽ vượt trội hơn khá là nhiều. Và thứ hai nữa là cho chúng ta có thể tự do phối ghép về các thiết bị rời rạc với nhau á, chúng ta có thể là tự do phối ghép am này của hãng này với một cái đầu phát của hãng khác theo cái sở thích của chúng ta cũng như là theo cái cảm âm của chúng ta. Nhưng mà đối với những dòng Amply thuần công suất như vậy á, sẽ có một hạn chế. Thứ nhất là mọi người phải có kinh nghiệm phối ghép, phải được tư vấn thì chúng ta mới có thể phối ghép một cách chính xác được. Và thứ hai nữa thì giá thành cho chúng ta đầu tư với những chiếc Amply thuần như thế nó sẽ khá là cao, đặc biệt là đối với Amply nghe nhạc. Và dạng thứ hai đó chính là Amply tích hợp. Thì Amply tích hợp như mọi người có thể thấy đây, những chiếc Amply của Cambridge nè, rồi Amply của Đờ Nông nè đó. Thì đối với dạng Amply tích hợp này thì nó sẽ bao gồm là một cái bộ tiền phách đại và đi kèm với mạch phách đại công suất đi kèm bên trong luôn. Thì đối với cái dạng Amply tích hợp này thì ưu điểm của nó, thứ nhất là nó sẽ gọn gàng, tại vì tất cả các tính năng mà chúng ta đang mong muốn á, về một chiếc Amply, về nguồn phát, mọi thứ nó đã tổng hợp hết tất cả vào một chiếc Amply rồi, thì chúng ta sẽ không cần nhiều thiết bị nhiều hơn nữa, và chúng ta chỉ việc là phối ghép lo thôi và chọn cái thương hiệu mình yêu thích thôi và chọn chất âm mình yêu thích. Còn ưu điểm thứ hai nữa đó chính là nó sẽ tiết kiệm không gian. Như mọi người có thấy thì cơ bản một chiếc Amply tích hợp thì chúng ta sẽ cần thêm một vài thiết bị đi kèm thôi là để mà hỗ trợ thôi, chứ không có phải là quá nhiều thớt máy để mà nó cho chúng ta cảm giác là bộ dàn nó gườm gà, nó phức tạp. Nhưng mà đối với cái dòng Amply tích hợp này thì nó cũng có một vài điểm hạn chế. Là thứ nhất á, là tại vì chúng ta là một cái thiết bị nó all in one rồi, nó tổng hợp tất cả mọi thứ rồi, thì khi mà chúng ta
lựa chọn nó thì chúng ta sẽ không có lựa chọn được nhiều. Nói chung là mình thích cái âm của hãng đó thì mình cứ xài thôi, mình không có thể nào mình phối ghép thêm được nữa. Và mặt thứ hai nữa là đối với những dòng âm đi tích hợp á, thì nó sẽ thường có những cái sai số. Sai số ở đây là sai số do những linh kiện bên trong, sai số do những cái mạch thiết bị nó tổng hợp quá nhiều, thì nó sẽ chắc chắn sẽ có những sai số. Thì những phần sai số này thì tùy thuộc vào cái phân khúc âm ly, nó sẽ có những cái sai số khác nhau. Nhưng mà thường thì những cái phân khúc cao cấp thì nó sai số nó sẽ ít đi, đi đôi với giá thành nó cũng sẽ cao hơn. Đó là những cái mà bất cập ưu nhược điểm của thằng âm ly tích hợp. Khi mà mình nói đến vấn đề âm ly tích hợp, nó sẽ có hai bộ phận, đó là tiền khuếch đại và cũng như là mạch khuếch đại. Thì mọi người sẽ đặt câu hỏi mình là tiền khuếch đại đó là gì, thì mình cũng sẽ giải thích thêm cho mọi người nắm luôn. Thì tiền khuếch đại hay còn gọi là reamp á, thì đó là một cái thiết bị cũng như là một bộ phận mà nó thu nhận tín hiệu và nó sẽ truyền qua bộ phận khuếch đại. Thì đối với việc thu nhận tín hiệu này, nó tùy thuộc vào tính chất của dạng tín hiệu đó mà nó sẽ biến đổi trở về một dạng tín hiệu chuẩn phổ thông để mà nó mới qua âm ly, lúc đó mới ra công suất rồi mới ra lo nó phát lên được. Trước đây mà mọi người, khi mà những cái công nghệ chưa có nhiều, thì mọi người hay là nghe băng FM, nghe cassette đấy. Thì mọi người có để ý là tại sao là sóng FM nè, rồi sóng AM, là tại sao chúng ta một cái máy cassette rất là nhỏ mà chúng ta có thể thu những sóng đó về rồi chúng ta nghe qua những cái băng cassette như thế. Thì đó là bởi vì những cái thiết bị đó nó có cái phần rề đó, phần rề đó nó sẽ thu tín hiệu về. Lúc này thu tín hiệu về, lúc đó sẽ biến đổi tín hiệu đó, lúc này tín hiệu đó mới khuếch đại ra loa chúng ta mới nghe được. Đó là những cái là xa xưa. Còn đối với những cái mà chúng ta hay nghe, hay thường gặp ở đây nhất, thì như mọi người có thể biết là âm thanh, cái tín hiệu của nó rất là nhỏ và đòi hỏi chúng ta phải có một cái thiết bị rời, hoặc là những chiếc âm thanh nó sẽ có tích hợp sẵn luôn một cái bộ phận khuếch đại tín hiệu đó lên. Thì khi mà cái tín hiệu của âm thanh nó được khuếch đại lên, nó trở về một tín hiệu analog mà chúng ta thường hay sử dụng, thì lúc này chiếc âm ly của chúng ta mới có thể là hiểu và cũng như là khuếch đại tốt cho cái tín hiệu đó ra loa được. Đó là âm thanh, hoặc là CD cũng như thế. Cũng như hôm trước mình có nói về DC, thì DC cũng là một kiểu như một dạng là reamp cho chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta, mọi người có thể là hình dung là tín hiệu digital xong rồi phải chuyển đổi về tín hiệu analog, thì lúc mà tín hiệu analog này mới đưa xuống amply, thì lúc này amply mới hiểu và mới khuếch đại công suất ra được. Đó, thì đối với những chiếc amply tích hợp thường thì nó sẽ có những bộ phận như thế, là để giúp tối ưu và cũng như là giúp cho mọi người có thể thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Thì đó là định nghĩa cũng như là những cái khái niệm mà mọi người sẽ thường hay gặp đối với một chiếc amply. Thì tiếp theo thì để mà chúng ta tham khảo một chiếc amply và quyết định mua, thì sẽ có những cái yếu tố cơ bản mà mọi người cần nên lưu ý. Thứ nhất thì chúng ta sẽ lưu ý đầu tiên hết là công suất. Thì công suất thường chúng ta sẽ tính theo là công suất liên tục, là hay là chúng ta hay biết tắt là RMS á, RMS á. Thì đối với công suất liên tục thì đây là một dạng công suất mà đó là trung bình cho lo phát trong từng thời điểm khác nhau. Chứ mọi người lưu ý nha, chúng ta sẽ không tính theo công suất cực đại nha. Nếu mà mọi người thêm thông số âm ly mà chúng ta tính theo công suất cực đại là nó sẽ là sai. Thì những video trước thì bên mình cũng hay đề cập vấn đề này. Để mà đánh giá một chiếc âm ly nó có khỏe hay không, nó có mạnh mẽ hay không, thì chúng ta nên nhìn vào công suất liên tục của chiếc âm ly đó để mà chúng ta nhận xét và cũng như là chúng ta chọn công suất đó nó có phù hợp hay lo hay không. Chứ chúng ta đừng nên là xem công suất cực đại. Thì đối với công suất liên tục này thì nó sẽ giúp cho chúng ta đánh giá chính xác hơn. Điều thứ hai mà mọi người cần nên lưu ý đó chính là chúng ta nên quan tâm về cái thông số của đáp ứng tần số của chiếc âm ly. Thì đây là một dạng thông số mô tả tín hiệu đầu vào của chiếc âm ly mà khi nó hoạt động và nó ổn định và nó tiến tính nhất. Thì thường thì dạng đáp ứng của mà chúng ta nghe được á, thường nó sẽ rơi vào khoảng từ 20 Hz cho đến là 20 kHz. Thì trong cái khoảng này là âm thanh tai người của chúng ta nghe được. Thì nếu mà một chiếc âm ly mà nó có chạy tần đáp ứng nó càng phẳng, thì đồng nghĩa với chiếc âm ly đó có thể là đáp ứng những cái chạy tần tốt, đưa ra những cái tín hiệu âm thanh tốt cho mọi người. Thì thứ ba mà mọi người không nên bỏ qua với vấn đề này, nó cũng khá là quan trọng, đó chính là thông số về độ méo hài tổng, hay viết tắt của nó là THD. Thì đây là một tỷ lệ
giữa tín hiệu đầu vào so với tín hiệu đầu ra của một chiếc amply. Thường một chiếc amply mà có độ méo nó càng thấp thì cái độ tiến tính nó càng cao và cũng như chất lượng khuếch đại của chiếc amply đó nó càng tốt. Và tiêu chuẩn thì tối thiểu nó sẽ thường là 0.05% thôi. Nếu mà nó cao quá hoặc là nếu mà nó cao quá đi thì đương nhiên thì nó sẽ có cái độ méo sai lệch giữa tín hiệu đầu vào và khi mà khuếch đại galo nó sẽ khác đi một tí. Đó là yếu tố thứ ba mà mọi người nên để ý. Và điều thứ tư, đây là một cái thông số mà mình nghĩ mọi người sẽ biết nhiều, đó chính là trở kháng của chiếc amply. Thì nó cũng tương tự như lo thôi, thì amply nó cũng sẽ có hỗ trợ những cái khoảng trở kháng như 8 ohm rồi 6 ohm rồi 4 ohm. Lo cũng như thế, nó cũng có những hỗ trợ, có những cái trở kháng như thế. Thì mọi người sẽ lưu ý thông số này để mà chúng ta chọn chiếc amply làm sao nó phù hợp với cái lo mình nhất. Và một điều lưu ý nữa mình cũng nhắc nhở mọi người, thì chúng ta thường hay coi thông số amply á, thường thì nó sẽ hay để là 8 ohm là nhiều. Thì khi ví dụ nha, khi mà chúng ta coi thông số là 8 ohm 80W đi, thì khi mà đối với 6 ohm thì nó sẽ công suất nó sẽ tăng lên thêm, và 4 ohm cũng tăng lên thêm nữa. Đó thì mọi người sẽ cân đối vấn đề đó để mà chúng ta chọn một chiếc amply nó đúng với số nhất. Ngoài những cái bốn điều cơ bản trên thì nó sẽ có những cái thông số khác mà mọi người có thể là lưu ý thêm, như về hiệu sức của amply nè, độ lợi của amply nè. Thì mọi người cũng có thể là biết là như những dòng amply LED A thì chúng ta thấy nó sẽ đánh là thường là cái mạch bóng đèn là nhiều. Và mọi người biết bóng đèn thì khi mà chúng ta cấp một nguồn điện 100W thì cái lượng tiêu năng lượng tiêu thụ của nó cho những bóng đèn đó mà nó tỏa nhiệt ra đi, nó tỏa nhiệt lên thì nó khá là nhiều rồi, và cái hiệu suất của nó giảm khi ghi rất là nhiều. Nhưng bù lại nó sẽ có những cái đặc tính gì đó nó nổi trội hơn, nên người ta mới thiết kế những dòng mạch amply như thế. Hoặc là LED cũng vậy, hiệu suất khá là cao nhưng mà nó cũng sẽ có những cái điểm tối ưu cùng những điểm nhược điểm của nó. Đó thì chúng ta sẽ lưu ý những vấn đề này như hiệu suất nè, rồi độ lợi của am, đó là những cái thông số gọi là cơ bản cho mọi người có thể là xem, có thể tự mình xem, hoặc là có thể khi mà chúng ta tìm hiểu trên những cái diễn đàn, những cái trang chuyên về âm thanh, thì chúng ta khi mà chúng ta đọc những bài viết đó thì chúng ta có thể hiểu hình dung nữa được là cái nội dung đó nó là đang đề cập như vậy, để chúng ta có thể là có được cái những cái đánh giá chính xác hơn khi mà chúng ta chọn một chiếc amply. Và phần cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về những cách lựa chọn amply cũng như những cách mà mình hay tư vấn cho khách hàng khi đến với bên mình để mà lựa chọn một chiếc amply làm sao cho nó phù hợp. Thì cái này là theo quan điểm cá nhân thôi, thì mọi người có thể xem tham khảo và cũng như xem nó có đúng hoặc là nó có phù hợp với mình hay không. Thì đầu tiên khi mà chúng ta quyết định lựa chọn cũng như mình chúng ta xuống tiền mua một chiếc amply nói riêng cũng như là hệ thống âm thanh nói chung, thì chúng ta để ý đầu tiên hết là thương hiệu chắc chắn rồi. Mọi người sẽ xác định thương hiệu mà chúng ta yêu thích. Thứ hai nữa đó là cái chất âm của chiếc mẫu amply đó, và cũng như là cái chất âm của dòng loa mà chúng ta đang muốn ghép. Và thứ ba nữa là chúng ta sẽ xác định xem là cái gu nghe nhạc của chúng ta như thế nào. Thật sự ra cái nói về nghe nhạc thì nó rất là đa dạng. Nhiều người thì thích cái gu nghe bass nhiều rồi chép nhiều, hay là chép ít và vocal. Những cái cảm nhận về âm trường của mỗi người cũng sẽ khác nhau, và chúng ta xác định gu nghe ngay từ đầu luôn thì nó để chúng ta lựa chọn nó dễ hơn. Tại vì không có một chiếc amply nào mà có thể cầu toàn được hết tất cả các thể loại nhạc cho mọi người, cũng như lo cũng như thế. Lo cũng không có hãng lo nào mà dám tuyên bố là hãng lo của tôi có thể chơi hết tất cả các thể loại nhạc được. Đó thì mọi người nên cân nhắc những cái vấn đề đầu tiên là nhu cầu sử dụng như vậy trước. Đó xong rồi chúng ta mới bắt đầu, khi mà chúng ta đã chốt được cái nhu cầu sử dụng chính rồi thì chúng ta mới bắt đầu tìm những mẫu am nó phù hợp. Thì đối với như phần đầu video thì mình cũng đã đề cập rồi, thì am thì chúng ta thường sẽ có hai dạng: am thuần am và am tích hợp. Thì đối với dạng am tích hợp thì nó sẽ phù hợp cho những anh chị đang tập chơi, đang tập và tìm hiểu để mà phối ghép những cấu hình nghe nhạc. Thì đối với am tích hợp này nó được một cái là hãng nó đã tính toán hết rồi, thì mọi người cảm giác là chất âm của cái am đó nó phù hợp với mình thì chúng ta mua về và chúng ta xài thôi. Hầu như là chúng ta không có suy nghĩ gì thêm nữa, thì nó đã có đầy đủ hết rồi.
những dòng âm hiện đại bây giờ, ví dụ như Cambridge này đi, nó cũng có Bluetooth, nó cũng có DAC ở trong, rồi nó là một cái âm có chạy cũng trước rồi, cũng khá là khỏe nữa đó. Thì chúng ta cơ bản là chúng ta có đầy đủ rồi đó, chúng ta mua về và chúng ta gắn với những cái lo yêu thích của chúng ta và chúng ta nghe thôi. Còn đối với âm thuần công suất á, thì như mình cũng đã nói thì nó thực sự ra nó về mặt âm thanh nha, nó sẽ vượt trội hơn khá là nhiều âm thanh nổi á. Nó chúng ta cho chúng ta một cái cảm giác tuyến tính về một âm trường, âm hình, mọi thứ nó sẽ tốt rất là nhiều, nhưng nó sẽ lệ thuộc vào cái sự phối ghép của mọi người, tại vì nó là những thiết bị rời gạt ghép lại với nhau mà. Ví dụ như bây giờ mọi người thích cái âm thương hiệu đó mà chúng ta có thể chọn đầu phát thương hiệu khác, chúng ta ghép vào vẫn được chứ không gì. Nó về mặt kỹ thuật chúng ta ghép đúng là ok, thì nó sẽ phụ thuộc vào mọi người, cách mọi người ghép và cũng như là những cái cảm nhận và những cái sở thích của từng người. Thì cái này giúp cho mọi người sẽ chủ động hơn, nhưng mà đòi hỏi mọi người phải có kinh nghiệm một tí thì mới có những cái bộ phối ghép tốt được. Còn mà chúng ta mới tìm hiểu mà chúng ta vội vàng đi mua tôi thấy mẫu am đó đẹp quá, nó nhìn màu sắc mọi thứ nó phù hợp với bộ dàn, phù hợp với nội thất, nhưng mà thật sự ra mình chưa tìm hiểu kỹ về cái thiết bị mình ghép. Nhưng ví dụ như cái đắt đó nó sẽ như thế, hỗ trợ như thế, nhưng mà khi mà ghép với cái am này nó sẽ không ra đúng như những gì mà chúng tôi muốn á, thành ra nó rất là phí. Về vấn đề mà đối với ghép những dòng âm thuần á, thì dành cho những anh chị chơi lâu rồi thì lúc đó chúng ta mới có những cái lựa chọn chính xác hơn. Còn theo như mình khuyên khi mà những mà anh chị đang gọi là đang có nhu cầu mà sử dụng một cái hệ thống nghe nhạc cơ bản thôi, nghe nhạc hay cơ bản và nó tiện ích, nó không có gọi là gườm gà quá, thì mọi người nên chọn một chiếc âm ly tích hợp để sử dụng cho nó nhanh, thật sự rất là nhanh. Bây giờ nhạc bây giờ khá là nhiều rồi, nhạc bây giờ hầu như trên những cái nền tảng như Spotify nè, Tidal nè, rồi Deezer nè, những nền tảng nghe nhạc online chất lượng thôi. Và những cái nền tảng này nó đã tích hợp sẵn cho những âm ly tích hợp rồi, hầu như mọi người kết nối wifi xong rồi mọi người chọn bài mà nghe thôi chứ không có làm gì thêm nữa. Ok, thì đó là tất cả những cái nội dung mà mình chia sẻ thêm cho mọi người về âm ly và cũng như là cách lựa chọn âm ly như thế nào cho nó phù hợp. Thì cái phần video ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu những cái khái niệm và cũng như là đưa ra những cái gợi ý cơ bản thôi, mình không nói quá nhiều về kỹ thuật. Thì ví dụ như mọi người có những cái câu hỏi thắc mắc nào về đề tài này, về âm ly và những cái gì đó chuyên sâu á, thì có thể là mọi người comment ở phía dưới thì mình có thể là trả lời những cái comment cho mọi người. Hoặc là mọi người có những cái câu hỏi hoặc là những cái đề tài nào hay hơn á, thì chúng ta có thể là cho mình comment ở dưới luôn, mình sẽ nói lại tất cả mà mình sẽ tổng hợp lại để mà làm một cái video nó chia sẻ nó chi tiết hơn, cụ thể hơn theo những câu hỏi mà mọi người mong muốn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để mà có thể theo dõi những video mới nhất về những sản phẩm mới bên Thiên Vũ và cũng như là những công nhân lắp đặt. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.